Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Đến hẹn lại lên thì vẫn là con app đổi thưởng MMWin. Hôm trước thì có rất nhiều anh em có để lại bình luận cũng như là muốn mình chuyển sang chơi cái con game Bun Bun Casino, và ở video này mình sẽ chuyển sang chơi cái con Bun Bun Casino cũng như là hướng dẫn anh em về những cái mẹo chơi cũng như là thủ thuật chơi để kiếm tiền trong cái con game Bun Bun này. Rồi, tôi sẽ vào cái bàn cao nhất anh em nhé. Mỗi một cái tựa game đổi thưởng thì nó sẽ có độ khó dễ và độ ăn thua nó khác nhau, nó sẽ không giống nhau anh em nhé. Đấy, thì đây là con app đổi thưởng MMWin, anh em nào mà muốn chơi trải nghiệm thì cứ tải về chơi thôi, đường link mình có để ở dưới phần mô tả nhé. Hiện tại thì nó cũng đang có cái chương trình khuyến mại, đó là tặng cốt tâm thủ 31k. Anh em tải về đăng ký thành công thì tham gia vào cái nhóm nhận lộc mình để dưới phần mô tả đấy, vào đó thì sẽ được hướng dẫn và nhận 31k để chơi trải nghiệm nhá. Thực ra đấy là số 4 để chúng ta trải nghiệm thôi, chứ còn một khi đã chơi rồi thì 31k để tính gì, đúng không anh em? Chắc mỗi cửa mình được ăn rồi. Rồi bùn 7 lại thua nó chứ nè. Ôi giời, toang rồi, tính đầu tiên vào lại bất bại rồi đây này, cả làng luôn này. Đấy, nhìn này, làng bại luôn. Đánh 300 này, nếu ví dụ mình mà bun bun chẳng hạn mà ăn được một cái là được 3 triệu đấy, còn nếu mà ví dụ nó bun 1 bun 2 thì nhân lên, bun 1 thì mất 300 thôi, nó bun 2 thì mất thêm 600, hiểu không? Nó bun 2 rồi đấy, đừng có bài lẻ nhá. Địt rồi, địt mẹ nó may thế, vẫn ăn ra được một cửa nha bạn. Ok, rỡ lại rồi, cửa này bạn đánh vào đúng cửa bạn. Ok thôi, tôi cứ theo cái cửa này thôi, đánh một cửa anh em ạ. Anh em có thể là đánh vào cả bốn cửa đều được, hiểu không? Nói chung là nó đỏ đen, đây là ví dụ có lúc cả bốn cửa đều được ăn đây, hoặc có lúc cả bốn cửa đều bại cả. Đấy, rất chỉ là nói chung là mình mà đỏ đỏ rồi thì đánh kiểu gì nó được ăn anh em ạ. Đánh bốn cửa được ăn, mà đen rồi thì đánh một cửa cũng chết. Đấy. Lại mất thua với nó củ rưỡi rồi. Lại bốn cửa cùng bạn, thấy chưa? Đấy, ok, bánh mẹ nó hai cửa này đi. Cửa này lúc nãy là toàn bại thì nó bại, mà bây giờ phát này nó sẽ thắng mà xem. Chơi này thì cũng khá là hay, hệ số nhân thì nói chung là nó giống như chúng ta đánh 3 cây mà 9 người thì nhân thôi, nhưng mà cái này thì không, nó theo hệ số nhân này. Rồi, bun 4, bun bun, tuyệt vời, đánh đúng hai cửa hit luôn anh em ạ. Quá ngon. Thấy chưa? Nói chung là chỉ cần đỏ thôi, ăn một hai tay thôi, giật lại ngay. Quá chính xác, vào đúng hai cửa thắng luôn này. Đấy, chà chà, giống như đây rồi thì cửa này sẽ thắng này. Ok, phát này thì tôi đánh nhẹ nhàng thôi, đánh cửa này này và cửa này vậy. Tôi khoái con rô hơn, rô nó to nhất, hiểu không? Quánh mẹ cửa con rô này, hai cửa này vớ vẩn được ăn này. Cái bài lẻ, ôi nó bùn 2, ôi bùn 8, tuyệt vời anh em ơi. Ui rồi bùn 4, đấy đúng rồi, quánh hai cửa được ăn này. Theo cái cầu này thì cho nên là tôi cũng không dám đánh mạnh lắm, thấy chưa? Đấy. Ok, lại cược tiếp hai cửa như vừa nãy thôi. Thôi được rồi, định đánh to lên một tí, nhưng mà tại vì tiếng vừa nãy mình vừa ăn xong thì cho nên là cái cầu hôm nay bại khá là nhiều, thì cho nên đánh dần dần anh em ạ. Quan trọng nhất là chơi phải bình tĩnh, chờ thời cơ lúc nào đỏ thì mình sẽ húp nhá. Rồi bun 4 lại húp thôi. Rồi bun 2, bun 4 bình quân gọi là bun 2, bun 4 là bun 3 đi, 3 2 là 6 đấy, được 6 lít đấy. Con này định đánh to lên phải đấy, sau một ván toàn thắng này xem nào. Đấy, chà chà, toàn thắng thì pha này bánh mẹ nó tiếp tục toàn thắng đây, bánh bốn cửa luôn. Đấy, ương rồi, bốn cửa mà con này là bun bun nó đau đầu đấy, nó lại bài lẻ tiếp rồi, lên lẻ lên em ơi, địt mẹ nó bun một rồi, bài lẻ toang rồi, bun bốn ok, bun ba, bun bảy rồi, ăn ba mất một cửa không sao. Này còn bun lên bun 7, bun 4. Ai chà chà chà. Làm mẹ nó gần 3 củ rồi. Đấy, 3 thắng 1 bại thấy chưa anh em? Chung là khá là ngon đúng không? Quan trọng nhất là cũng là đôi khi nó cũng cần phải đỏ nữa anh em ạ. Thứ
Thực ra thì chơi cái này thì cần phải biết kiềm chế lúc dây đỏ dây đen, lúc nào mà đen thì mình nên dừng thôi. Còn đỏ thì cứ thừa thắng mà xông lên đánh và chốt lãi anh em ạ. Nó bài lẻ rồi. Phát này tôi lại không đánh hết các cửa mà tôi. Rồi rồi đánh đúng cái cửa bùn bùn luôn. Mẹ phát này định đánh 4 cửa ngon quá. Đấy, sau cửa toàn thắng anh em ạ. Rồi, toàn thắng thì phát này mẹ nó lại bánh mẹ mày 3 cửa này đây. Để xem nó có ra gì không anh em nhá. Lại húp rồi, cái mà đang dây đen anh em ạ. Nó lại bài lẻ mà xem. Ui nó bùn 3. Ui cửa bùn bùn thì không đánh, bùn 2 toang rồi bùn 6. Ôi toang thế đau như này. Ăn được cửa này thì mất 2 cửa này. Ngoan. Rồi ok, hôm nay tôi sẽ tạm dừng đây thôi nha bạn. Húp được 7 củ là khá là ok rồi đúng không? Đấy, quan trọng nhất là chơi là phải biết điểm dừng và biết cách ăn ngon. Rồi ok, thì hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nhé.